Bồ Tát có những đặc điểm xuất sắc sau đây. Bồ Tát đã được thọ ký có 3 đặc điểm. Thứ nhất, Bồ Tát luôn hướng tới cái tốt hơn, better one, để lìa bỏ con người cũ của mình. Người tầm thường được cái gì là ôm cái đó luôn, không đi xa được. Người bình thường nghĩ có tiền là số 1. Bồ Tát nói không, có tiền không có bảnh bằng dám đem tiền cho. Khi Bồ Tát bố thí, Bồ Tát nghĩ có cái gì đó nó sẽ hơn cả bố thí nữa. Bố thí là cho tài sản, còn đi xuất gia là cho cả cuộc đời. Chưa hết, bỏ cái khó bỏ là bỏ cả những cảm xúc riêng tư. Thích cái này ghét cái kia, Bồ Tát bỏ luôn. Bồ Tát làm cái khó làm, cho cái khó cho, bỏ cái khó bỏ và nhìn cái khó nhìn. Nên Bồ Tát sau này thành Phật, được cái khó được. Còn mình thì cho cái khó xài, nói cái khó nghe, nên trở thành người khó ưa. Đặc điểm thứ hai của Bồ Tát là Bồ Tát có khả năng buông bỏ rất tốt. Đây là khả năng mà người bình thường khó có thể làm được. Đặc điểm thứ nhất cũng liên quan đến đặc điểm thứ hai. Vì khi mình luôn hướng tới điều tốt hơn thì mình có khả năng buông bỏ cái cũ, mà đa phần chúng ta không có khả năng này. Đời sống của chúng ta chỉ nằm trong hai động từ thêm và bớt thôi. Thứ ba, Bồ Tát luôn luôn phá nát tất cả vách ngăn. Từ đời sống hưởng dục, Bồ Tát thấy năm dục là vách ngăn. Bồ Tát bỏ đi tu thiền, đắc sơ thiền. Bồ Tát thấy sơ thiền không phải là số 1, bỏ sơ thiền lên nhị thiền. Và cuối cùng, đắc phi tưởng phi phi tưởng. Bồ Tát vẫn thấy đây là vô ngã vô thường, nhưng vì chưa đủ duyên chứng ngộ nên Bồ Tát đành chấp nhận cái đó thôi. Nhưng trong lòng Ngài vẫn biết cái này vẫn chưa tốt lắm. Rồi mình vừa nói về thiền định, bây giờ mình nói về kiến thức. Bồ Tát không bao giờ thấy học như vậy là đủ, còn mình thì thấy như vậy đủ rồi nên nghênh ngang. Nhưng Bồ Tát suốt đời là một người học trò hiếu học, dầu bản thân Ngài là một bậc đạo sư của thiên hạ, nhưng mà đối với riêng Ngài, Ngài chỉ thấy mình là một người học trò hiếu học thôi. Về đức hạnh, Bồ Tát không bao giờ tự nhốt mình trong sự hài lòng nào hết. Về đức hạnh, về thiền định, về kiến thức, về kham nhẫn, Bồ Tát không bao giờ tự giam nhốt mình vào bất cứ một sự thành tựu nào. Về tình cảm, chúng ta thường đa số bị nhốt vào thế giới tình cảm. Mình chỉ thương được người thân của mình thôi, và tấm thân của mình. Bồ Tát không giam nhốt mình vào thế giới tình cảm. Bồ Tát không dừng lại ở thế giới gia đình, tình cảm dân tộc, đất nước, đồng hương, đồng chí, đồng bào. Mà đối với Bồ Tát, ai cũng là người dễ thương và đáng thương. Người tốt là người dễ thương, người xấu là người đáng thương. Thánh Gandhi có nói, điều xấu là điều đáng ghét, nhưng người xấu là người đáng thương. Hate the sins, but love the sinners. Trong tình thương của một vị Bồ Tát, tình thương của Ngài không bị vách ngăn. Đối với Bồ Tát, kiến thức không vách ngăn, đức hạnh không vách ngăn,
thiên đình không vách ngăn và tình thương không vách ngăn. Đó là đặc điểm của Bồ Tát. Thứ nhất, luôn hướng tới cái tốt nhất. Thứ hai, khả năng buông bỏ rất tốt. Thứ ba, luôn xóa bỏ vách ngăn. Nói tới Bồ Tát là Unlimited, Countless, tinh thần A-di-đà. Khi niệm Phật, chữ Mô Phật là Nam Mô Bụt-tha-ya, là đảnh lễ một vị Phật. Còn Nam Mô Bụt-tha-năng là con xin đảnh lễ tất cả chư Phật. Khi trong lòng con có thiện niệm thì Phật có. Khi thiện niệm mất trong lòng của con thì Phật niết bàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính tri ân Sư Toại Khanh Giác Nguyên. Thank you.